Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 12 tháng 10 năm 2021. Và các bác có thể thấy tiêu đề của tôi đấy, nó gọi là một bộ chỉ số vì dân. Thì tại sao tôi lại đưa cái bộ chỉ số này ra? Bởi vì nói nôm na như thế này. Vừa rồi thì Mặt trận Tổ quốc đã đưa ra một thông tin rất là gây sốc, bởi vì là qua cái việc đo lường hiệu quả, qua cái việc đo lường các hoạt động của các chủ tịch tỉnh theo cái luật luật tiếp dân gì đó, thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết các tỉnh thành, các chủ tịch tỉnh, tức là các lãnh đạo đầu tỉnh của chúng ta là không đạt yêu cầu. Mình phải nói thẳng như thế, chỉ có hai tỉnh là đáp ứng đầy đủ, là một thả lần trong một tháng. Còn đâu thì báo cáo với các bác rằng là các tỉnh thành khác hầu như không đạt được. Đó. Thậm chí 3 phần 4 còn không đạt được 1 phần 2. Có nghĩa là khoảng tầm 9 ngày. Hôm buổi sáng đưa ấy, thì là Mặt trận Tổ quốc đưa ra là 4 tỉnh. 4 tỉnh là không tiếp ngày nào. Nhưng mà thực tế thì có tỉnh Thừa Thiên Huế thì cũng đã gửi lại cái báo cáo và nói rằng là tiếp 10 tỉnh. Nhưng nó cũng không làm thay đổi cái con số tổng quan, đó là phải 3 phần 4 là dưới 1 phần 2, nghĩa là không tiếp đủ. Và gần như là toàn bộ, phải đến 80-90%, đó chính là cái việc mà các chủ tịch tỉnh không tiếp đủ theo cái số ngày quy định. Vậy thì nó có phải là cái chỉ số vì dân hay không? Nhưng nó không chỉ bao gồm một chỉ số đó. Chúng ta nhìn thẳng vào cái đó, Mặt trận Tổ quốc nhìn thẳng vào cái đó, giám sát thẳng vào cái đó, rất dũng cảm để nói lên cái sự thật. Sự thật rằng là các lãnh đạo đầu tỉnh của chúng ta gần như đang xếp người dân ở mức độ ưu tiên cuối cùng. Cho nên là họ không cần gặp, không cần nói chuyện, không cần nọ kia, để ý tôi hỏi chăng? Hay rằng là họ không cần trực tiếp và họ sẽ thông qua ban bệ ở phía dưới. Đó có phải là cái sự quan liêu hay không? Đó. Chúng ta hô hào chống quan liêu, bao cấp từ ngày xưa đúng không? Thế là cái bộ cán bộ là không sát dân, không gần dân. Chúng ta cũng thông qua các bộ máy khác. Cuối cùng rằng là cấp dưới người ta báo cáo lên thế nào chúng ta chịu như thế. Rồi sau này lại đổ lỗi cho đội ngũ tham mưu chăng? Trong khi đó là quy định rất rõ, tôi nghĩ rằng là đưa vào hẳn vào luật có nghĩa rằng là yêu cầu các chủ tịch tỉnh là phải có đủ cái thời gian đó. Vậy mà họ vẫn không làm được. Một ngày trong một tháng thì đâu có phải rằng là nhiều gì cho cam đâu. Báo cáo các bác là thế, có đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái mà đưa ra có thể gây gọi là gây sốc dư luận. Tôi đã nhắn tin cho một người bạn thế này, cần phải đưa cái này gửi, nghĩa là không chỉ là có cái chế tài như là Mặt trận Tổ quốc yêu cầu Quốc hội với cả Chính phủ, nghĩa là chế tài vào cái việc đó nữa, mà tôi cần một cái nữa, đó chính là cái việc mà đưa tới cái bộ chỉ số này làm căn cứ đánh giá, nghĩa là đưa ra phía của chỗ chị ban tổ chức trung ương là chỗ chị Mai đó. Thì trên thì Mai để làm căn cứ đánh giá, ví dụ như người ta nhìn một bộ chỉ số, cái chỉ số tiếp dân, cái chỉ số vì dân của anh trong đó có cái chỉ số tiếp dân là không ổn, là không đạt, vậy thì anh loại ra khỏi đi, chúng tôi không cần lãnh đạo không vì dân đó. Tất nhiên cái chỉ số tiếp dân này bên dưới nó còn có nhiều cái chỉ số nhỏ nữa, ví dụ như là có hình thức hay không, có trực tiếp hay không, rồi có sự chuẩn bị trước hay không, rồi là bao nhiêu người dân, rồi bao nhiêu ý kiến, vân vân. Rồi cách giải quyết cái ý kiến đó như thế nào thì nó là trong cái chỉ số tiếp dân. Nhưng chỉ số vì dân nó còn có mở sung ra ngoài chỉ số tiếp dân ra, nó còn có chỉ số A, chỉ số B, chỉ số C, chỉ số D, rất nhiều các chỉ số khác. Bởi vì tại sao lại cần như vậy thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Nếu các bác nào đã quản lý tầm khoảng 50 nhân viên đổ lên thì báo cáo với các bác rằng là khoảng 100, tôi nghĩ là 100 200 nhân viên đổ lên thì các bác sẽ thấy rằng là chúng ta không thể nào bao quát toàn bộ, nắm rõ từng con người một. Chính vì thế quy trình đưa ra là cần thiết. Nhưng quy trình đưa ra những cái bộ tiêu chí, bộ như thế nào và cách giám sát ra sao thì đo lường toàn bộ những cái hoạt động của những nhân viên đó. Thì khi nào chúng ta tổng hợp lại, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tại sao ta lại đưa người này lên và tại sao ta phải loại người này đi. Đó. Quy trình không phải rằng là chúng ta hay có câu là đúng quy trình đúng không? Nhưng quy trình ấy gọi rằng là nó mà vẫn bỏ lọt nhiều người, như chúng ta thấy rằng là rất nhiều người vẫn lọt vào trung ương như anh Trần Văn Nam, thì chứng tỏ rằng quy trình là không đúng, chứ không phải rằng là ấy. Quy trình nó chưa đầy đủ đó.
Ví dụ như là về chỉ số vì dân chẳng hạn đó, anh gặp gỡ bao nhiêu người, anh giải quyết được bao nhiêu, rồi người dân đánh giá anh thế nào, lắng nghe cái dư luận xã hội nói về anh ra sao, thì lúc đó sẽ có cái nó gọi là đánh giá rất là rõ ràng đó. Thì lúc này trung ương nhìn qua cái chỉ số đó, người ta có thể gạt đi, và cái quá trình đánh giá đó nó là khách quan minh bạch, nó được công khai khách quan minh bạch, thì lúc đó chúng ta có thể thấy rằng là người này là xứng đáng, người này là dám nghĩ dám làm, người này là vì dân. Ví dụ như bây giờ mà đo cái chỉ số của anh Đinh Văn Nơi thì chắc là các bác có thể thấy rằng là kinh khủng lắm, đúng không ạ? Đó là chỉ số vì dân. Thì tôi cũng rất mong rằng là có một cái, còn nghĩa là có một cái nó gọi rằng là bộ chỉ số, nghĩa là một bộ chỉ số bao gồm có chỉ số tiếp dân mà chúng ta gọi là bộ chỉ số vì dân, để mà khi nào mà đưa một các lãnh đạo đưa lên thì đó là cái mà làm căn cứ để mà có thể rằng là anh được thăng chức hay là anh không được thăng chức, hay là bố trí anh vào những vị trí cao hay là bố trí anh vào những vị trí khác. Tất nhiên bộ chỉ số vì dân này nó sẽ đứng cạnh những cái bộ chỉ số khác, ví dụ như năng lực hay là bộ chỉ số liên quan tới nhiều vấn đề, thậm chí rằng là liên quan đến cả tiêu cực, liên quan đến cả tham nhũng, rồi liên quan đến các chỉ số khác, thì người ta sẽ bố trí. Vừa rồi tại sao lại có như thế? Bởi vì các bác có thể thấy thế này, hình như là chúng ta đang bỏ lỡ cái điều đó. Vừa rồi ví dụ như là các bác có thể thấy là, tôi ví dụ nhé, vừa rồi có thể thấy rằng là ví dụ ở Lào Cai, một phó giám đốc sở là xin nghỉ việc và thậm chí là xin ra khỏi đảng. Phó giám đốc sở khoa học công nghệ của tỉnh Lào Cai thậm chí là xin ra khỏi đảng, xin nghỉ việc. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì rằng là cái căn cứ đánh giá anh không rõ ràng. Các anh với các vị chỉ họp một buổi, rồi sau đó rằng là đánh giá rằng là người ta không yếu kém trong cái lĩnh vực ABC, nói chung chung vậy thôi. Đến anh trưởng ban tổ chức của tỉnh ủy Lào Cai cũng nói rằng là chúng tôi chỉ đánh giá chung chung vậy thôi. Thế nhưng mà khi đánh giá người ta bảo rằng là người ta không hoàn thành công việc này thì anh lại không có một cái cơ sở gì để đánh giá, nghĩa là không có sự đo lường cụ thể. Vậy thì rõ ràng là người ta cảm thấy là bị oan chứ. Tại sao là lại không có đơn thư nào mà lại bảo rằng tôi không hoàn thành. Đó, thì người ta nghĩ rằng người ta bị oan. Người ta bị oan và người ta có tài, người ta bị oan thì người ta bị loại ra khỏi một cách nó rất là ức chế, nên người ta mới xin ra khỏi đảng. Và như vậy là những cái không phải rằng anh ta làm xấu uy tín hay là mất mặt đảng, mà chính là những cái cán bộ đánh giá anh ta, ví dụ như là ngay cả bí thư của tỉnh ủy là anh Phong chẳng hạn đấy, anh đánh giá như vậy mà anh cũng ký được thì tôi cũng thấy tài. Tôi để ví dụ thế, anh phải hỏi rằng là thế bây giờ mấy cái không hoàn thành này là như thế nào, tại sao lại có một cái không hoàn thành như thế này, chứ không phải là chỉ có vài người phát biểu lên thế thì khác gì là đấu tố lẫn nhau, không có căn cứ cụ thể thì khác gì là đấu tố lẫn nhau, đúng không ạ? Đấy, thì các bác có thể thấy rõ ràng rằng là để đưa được người tài lên thì người ta cần những cái bộ chỉ số và nó phải khách quan như thế thì mới có thể rằng là ấy được. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ đưa lên đúng quy trình nhưng mà toàn những cuộc họp như thế thì người ta quý nhau thì người ta bảo rằng ôi anh này tốt lắm, anh này tốt lắm, rồi người ta bảo không quý nhau thì người ta lại bảo rằng là anh này làm cái này chưa được, làm cái kia chưa được, nhưng hoàn toàn chẳng có tí căn cứ nào. Thì rõ ràng rằng là người trong cuộc người ta cũng cảm ức chế. Ví dụ khen nhau đưa lên cái thì nhân viên ở dưới người ta sẽ bảo rằng là ồ tại sao lại đưa cái cô này lên. Ví dụ như ở Vĩnh Phúc chẳng hạn, một cái cô mà chỉ có 30 tuổi mà lên làm phó giám đốc sở quan đầu tư, người ta bảo đưa lên bảo là cô này mới chỉ công tác có 8 năm, trong 8 năm đấy thì toàn có đi học hành cái thứ linh tinh, hồ sơ thì không được công khai, bảo đi học từ Trung Quốc về. Nhưng mà Trung Quốc là trường nào? Trung Quốc có vô số trường, vỡ vẩn cái trường ảo và cái trường linh tinh thì sao? Trung Quốc cũng có vô vàn những cái trường như kiểu là trường Đông Đô của chúng ta. Thì tốt nghiệp đại học Đông Đô thì làm sao mà bằng tốt nghiệp đại học Harvard được? Nhưng mà cùng là một chữ đại học, đó, cùng là một chữ đại học, thì đúng không? Thì rõ ràng là cái bộ tiêu chuẩn của chúng ta là nên có cái công khai minh bạch vào đó để mà loại bỏ những cái người mà không ấy đi, đó. Và đưa những cái người cụ thể lên thì nó phải dựa vào căn cứ và mọi quyết định là tập trung dân chủ là chuẩn xác. Bởi vì khi mà đã có các căn cứ chứng cứ rõ ràng như thế thì kể cả những người ngồi đó quý nhau mấy cũng không làm gì được, quý nhau mấy nhưng cũng không thể nó nâng lên được. Một ông bảo rằng là tôi đã có thành tích kéo dài như thế này xuống và tất cả đều khách quan, nó thể hiện qua những cái báo cáo, nó thể hiện qua những con số đo lường. Còn một anh thì chỉ có một dòng chung chung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ gì thì chả biết, vụ gì thì chả biết. Thế thì người ta sẽ đánh giá chứ, đầu tiên đánh giá rằng cái bản báo cáo này bản báo cáo vớ vẩn,
cái bản báo cáo đánh giá này là bản báo cáo đánh giá vớ vẩn, bởi vì chỉ nói hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ gì không biết, khối lượng bao nhiêu không rõ, chất lượng bao nhiêu không đo lường được, thế thì hoàn thành cái gì, có đúng không ạ? Đó, cho nên cái tính chủ động và mọi thứ ở đây ấy, nó cần một cái bộ chỉ số. Và chắc chắn khi ra được cái bộ chỉ số này, tôi tin rằng là tôi gọi là bị bộ chỉ số vì dân và đánh trọng số cho nó là một cái trọng số quan trọng, thì lúc này bên chỗ của chính phủ hay bên số của chỗ chị Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương, sẽ rất dễ dàng để mà đánh giá. Bởi vì khi chúng ta nói như thủ tướng nói, anh phải có mục tiêu, đúng không? Mục tiêu là anh, ví dụ anh phong tỏa thì bao nhiêu lần anh bỏ ra, và nếu anh không hoàn thành mục tiêu thì rõ ràng là anh không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đó, nó cực kỳ đơn giản. Nhưng các tỉnh thì cứ có dịch phát, vừa rồi dịch chúng ta thấy dịch phát là phong tỏa. Nhưng mà anh có thể hoàn thành mục tiêu rằng là phong tỏa để mà không có F0, nhưng mà các chỉ số khác liên quan tới kinh tế xã hội của các anh là các anh đứt hết, các anh đứt sạch. Vậy thì tổng hợp lại thì các anh cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lấy ví dụ như Hà Nội chẳng hạn đấy, ra văn bản gọi là giấy đi đường thì các bác có thể thấy rằng là cũng nó câu chuyện cười ra nước mắt. Thế rồi là bây giờ hàng không cũng thế, kể cả người tiêm hai mũi xét nghiệm âm tính về thì vẫn phải cách ly 7 ngày tại khách sạn chỉ định. Người ta có quyền hỏi anh là tại sao chỉ định những khách sạn đó, bởi vì đang có thể rằng là lợi ích nhóm thì sao, tận giá tận 1,5 triệu một người trong vòng 7 ngày, và thậm chí có những lỗ chỗ được hơn 5 triệu một người đó. Vậy thì tất cả những cái thứ đó nó đánh giá anh luôn rằng là anh không có cái tính quyết đoán, anh không là người dám nghĩ dám làm. Vẫn thế, thậm chí rằng là có thêm những cái chỉ số sáng tạo, anh có sáng kiến gì không, ví dụ thế. Tất cả những cái bộ chỉ số đó thực tế là bọn tôi làm mãi rồi, là bọn tôi làm mãi rồi. Bọn tôi không đánh giá con người dựa theo cảm xúc, bởi vì khi các bác tưởng tượng rằng là các bác làm sao biết được, ví dụ cho các bác có khoảng 200 nhân viên thì các bác làm sao biết được nhân viên nào tốt, nhân viên nào không tốt, thì các bác phải có hệ thống đo lường và có cái quy trình cụ thể để mà, thứ nhất là ở bên dưới người ta tự phân quyền ra chẳng hạn đó, hai nữa rằng là biết được rằng là anh này khi đến gần mình thăng tiến lên thì mình biết rằng là anh này thăng tiến là bởi vì cái gì, bởi vì lý do gì. Thế chả lẽ anh thăng tiến lên bởi vì là ồ bố anh là thế này, bố anh là thế kia, có đúng không ạ? Tất cả những thứ đấy chúng ta thì thấy rằng là hoàn toàn có quy trình để mà giải quyết. Và cái việc Mặt trận Tổ quốc đưa ra một cái mà tôi gọi rằng là phát súng đầu tiên như thế này, thì để có thể thấy rằng là các lãnh đạo của chúng ta, đặc biệt là các chủ tịch tỉnh, những người được nêu tên ở trong cái bản báo cáo của Mặt trận Tổ quốc là đã không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 2 người đã hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất là về mặt số lượng, chất lượng thì bên dưới nó còn có nhiều cái nữa, nhưng mà chất lượng sẽ phải đo ra từng việc cụ thể và tổng hợp lại. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là các anh đã không hoàn toàn, nghĩa là không hoàn thành cái chỉ số này đó, vậy thì hỏng rồi, đúng không ạ? Đó, hỏng rồi. Chỉ có hai tỉnh nha các bạn. Thì đấy là một cái lan man cho tôi gặp buổi trưa, và tôi tin rằng nếu mà khi có bộ chỉ số này ra, chúng ta đã loại đi rất nhiều người, và thật sự họ không vì dân, và chúng ta không cần những lãnh đạo không vì dân, không chịu lắng nghe nhân dân, không chịu đối diện với người dân để mà lắng nghe, để mà đưa ra các giải pháp, để mà tiếp thu những ý kiến. Hãy học tập anh Đinh Văn Nơi, một lãnh đạo, một người đứng đầu ngành công an của An Giang nhưng được nhân dân mến mộ là vì sao? Bởi vì anh nói đi đôi với làm, anh làm rất mạnh, và trong mỗi cái trường hợp cụ thể, thậm chí không phải cái nhiệm vụ của mình, nhưng anh vẫn hoàn toàn vì dân. Ví dụ như là anh đã cứu trợ trong đợt vừa rồi chẳng hạn đó, cứu trợ trong đợt vừa rồi đó. Hay chúng ta nhìn qua Phú Yên thì cũng là một vị lãnh đạo phó giám đốc sở thôi đó, thì chị Minh Hiền cũng là đại biểu Quốc hội mà có những phát ngôn rất thẳng thắn với Quốc hội kỳ trước đấy, thì chị Minh Hiền cũng vậy, có phải việc của chị ấy đâu, nhưng chị vẫn cùng chống dịch, đưa những cái chuyến xe để mà đón người dân về quê. Người ta vì dân người ta biết cách làm á, còn người ta không vì dân thì người ta không cách làm, đúng không ạ? Tôi chỉ xin chia sẻ như vậy thôi, và tôi tin rằng là các lãnh đạo nào mà đưa bộ chỉ số, khi mà nếu mà đưa bộ chỉ số này vào, thì tôi tin rằng là các lãnh đạo dù muốn hay không cũng thể hiện một cái bộ mặt sẽ khác hẳn đấy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi chiều tốt lành.